Vâng. Vừa rồi đấy là một số của cái tầng 1 của em. Còn đây, tầng 2 thì bắt đầu là xe đạp này. Quạt thì em chưa lấy ra đâu vì hôm nay mới bắt đầu nóng nóng, nhưng mà ở trên em nói nóng lên đây các bác thì em vẫn phải khoác áo này. Ở trong nhà vẫn phải khoác một cái áo gió mỏng như này. Ở ngoài trời thì cực kỳ nóng nhưng trong nhà lại rất là lạnh. Nhiệt độ lệch rất nhiều. Đi ra ngoài thà cái áo. Nhưng nếu đi vào nhà các bác không mặc cái này, có thể thay đổi thời tiết các bác viêm họng luôn, gốm luôn. Đây. Đây sáng nay khách vào xem. Khách vào xem xe xong họ kéo ra đây. Em còn chưa kịp dọn lại đây. Đây là mẫu xe 20 nhưng dành cho bé đang chưa biết đi, tức là khoảng tầm 6 tuổi vào lớp 1 rồi nhưng chưa biết đi. Thì hàng này hàng nhập nhé các bác nhé. Thì sẽ sử dụng có bánh phục đây, em sẽ quay nhanh qua đây. Đây này, có cả đây, hàng nhập nhé các bác nhé. Có các dòng xe đạp đây, từ khoảng 2 tuổi trở lên. Đây nhé, đây là những xe phổ thông này. Bây giờ em sẽ đi bắt đầu đi từ hàng này vào những xe đây. Đây, sẽ suốt thế này, tức là em sẽ bắt đầu đi từ bên này, hàng bên này, xe của nữ nhé các bạn này. Đây nhé, xe đạp của nữ đây. Đây là xe 26 này, các bạn nhìn này, đây xe 26 Mini Amida nhé các bạn nhé. Mini thương hiệu Amida của công ty Avibus, tức là công ty này em, nhà em sẽ bán là phân phối riêng dòng xe của Amida và Avibus tại khu vực nhà thị trấn Bắc Sơn nhé các bạn nhé, tức là cả huyện Bắc Sơn, gần như huyện Bắc Sơn và Bình Gia, tức là các huyện xung quanh. Nhà em là mỗi lần đây em nhập rất là nhiều về em phân phối đây. Đây là xe 26 Amida nhé các bác nhé. Giá hiện tại cũng chỉ vào 1,5 triệu thôi các bác. Nan dày nhé, nan dày. Xe màu hồng, màu xanh, đủ có rất là nhiều màu. Ví dụ đây màu hồng đây, càng thì vẫn là càng truyền thống, là càng sẽ hơi cong một chút. Đây, xe nữ nhé, màu hồng nhé. Đây, rất là nhiều màu. Đấy là xe 26. Xe 26 thì phù hợp cho cả người từ khoảng lớp 6 hoặc lớp 7 cao một chút thì là để có thể đi được thoải mái rồi, vì yên có thể nâng hạ được. Các bạn nữ có những nhà người ta chỉ cần con lớp 6, lớp 7 có thể mua những dòng này để mọi người đi được rất là lâu nhé. Đây, và đây là xe Amida 24, bản 24 mới nha các bác nhé. Mẫu KN02. Thiết kế đây, ghi đông thiết kế sẽ không còn là cong như hàng truyền thống từ ngày xưa nữa, mà thiết kế sẽ là ghi đông hình chữ V. Đây các bác nhìn lại, hình chữ V nhé. Hình cái này thì khi các bác lắp xe lên đi thì nó sẽ không bị như thế này. Thế như cái này các bác cầm ví dụ như cao một chút, các bác đi cái này thì các bác cảm thấy là cái càng này nó hơi dội về người mình, cầm nó sẽ có thể hơi mỏi, nhưng với ghi đông này các bác được duỗi tay hoàn toàn nhưng cũng không bị mỏi lưng các bác thứ nhé. Ví dụ như xe này mẫu mới của năm 2022 nhé. Vành là vành nhôm, vành địa hình đấy các bác nhìn này. Đây là vành địa hình nhé, quay cho bác này. Đây gọi là vành địa hình rồi, vành địa hình nhé. Còn vành thường nó sẽ bằng phẳng, vành địa hình nó sẽ làm xe gió, có xe gió kia. Thứ nhất là vành địa hình này. Thứ hai, ba ga đằng sau sẽ có thêm cả yên phụ. Tức là với giá xe, với chiếc này, giá xe hiện tại đang là 1.550.000 kèm thêm yên phụ nhé các bác nhé. 1.550.000 cộng thêm cả yên phụ. Nếu không lấy yên phụ thì các bác được bớt đi 50.000. Yên phụ bán lẻ thì sẽ có 70.000, đúng yên chuẩn của Amida này. Nếu bán lẻ công ty đang biết là 50.000, là 80.000 các bác nhé, 70-80.000 nhé. Có các màu này, sữa này, hồng này, xanh nhạt này. Đây, xanh nhạt đây các bác nhé. Màu đỏ đây. Màu đỏ, đỏ tươi nhé các bác. Đây, ra đây quay các bác nhìn sẽ rất là rõ hơn. Đây này. Đây ạ. Và mẫu 24 tay càng vẫn tay càng cũ, tức là tay càng cong cũ. Những mẫu tay càng cũ này thì phù hợp với các cháu thoải mái từ lớp 4, lớp 3, lớp 4, lớp 5 trở lên đến khoảng lớp 7, lớp 8 vẫn đi được. Nhưng mà nếu mà các cháu mà khá là cao thì các bác nên chọn mẫu này.
mẫu này cũng 24, nhưng mà các cháu cao thì nó cũng không bị gọi là vướng như cái mẫu này, mà đi ngồi nó sẽ thoải mái hơn, kể cả người lớn vẫn ngồi thoải mái nhé. Còn cái mẫu càng cong này thì ví dụ các cháu mà vẫn muốn càng cong như thế này thì khoảng đến lớp 8, lớp 9 mà muốn mua, hoặc là người già thì bắt buộc phải mua xe 26 ngoài kia, chứ còn chiếc xe 24 này sẽ không đi được. Nhưng mà mẫu này thì sẽ đi được bình thường, mẫu KN02 đi bình thường nhé. Và xe của mẫu 24 càng truyền thống thì là nan hoa dày, vành thường, và xe sẽ có giá bán là 1.400.000. Em có ship hàng toàn quốc nha các bác nhé. Và có một điều khác biệt nữa là phần lớn các mẫu KN02 này, cái má phanh này đều là má phanh địa hình nhé các bác nhé. Đây này, má phanh là má phanh địa hình nhé. Còn đây là má phanh ép. Đây, cho các bác xem đây là má phanh ép nhé. Đây, mẫu thường vẫn là má phanh ép nhé. Đấy là về xe mini, gọi là xe nữ đấy nha các bác nhé. Có các mẫu các bác để ý giúp em, nếu các bác muốn hỏi các bác nói giúp em về mẫu thường này, là mini thường này, với càng cổ điển này các bác không cần lấy, các bác cứ hỏi giá mini là được. Còn nếu mà mẫu mini mới các bác bảo cho em là KN02 giúp em nhé. Hoặc đây là chiếc địa hình DT Fly, địa hình đây xe địa hình nhé các bác nhé. Đây đây quay sang cho các bác. Đây dùng 3 đĩa và 9 lít, xe đạp rất là nhẹ, xe không nhôm nha các bác nhé. Xe màu trắng có tem màu xanh nhẹ, xe không nhôm. Cỡ xe là cỡ xe 26 nha các bác, phù hợp cho mọi người từ khoảng 1m55 đến 1m75 nha các bác. 1m55 đến 1m75. Còn đây bây giờ là đến xe 20. Đây là mini 20 Amida đây nha các bác nha. Đây là phù hợp cho các cháu từ khoảng 6 tuổi, 5 đến 6 tuổi. Tức là có những cháu 5 tuổi thì đã thoải mái đi rồi, nhưng có những cháu phải 6 tuổi hoặc 7 tuổi mới đi được, còn tùy thể trạng. Thành ra là các bác xem con mình cao không thì báo cho em cái chiều cao của các cháu, thì hoặc là báo tuổi thì em sẽ áng chừng cái xe cho, đảm bảo sẽ không lệch nhé. Giá xe thì chỉ là 1.200.000 nan dày nhé. Nan thưa giá sẽ rẻ hơn, nhưng mà với những xe nhỏ này thì lắp nan dày cho các cháu đi nó êm hơn, các cháu đi êm hơn, đạp thoải mái hơn. Thành ra là xe nhỏ này sẽ lắp nan dày để tránh bị gãy khoảng 5-7 nan thì nó không bị san vành. Còn nan thưa lắp xe nhỏ này nếu mà gãy là dễ san vành, các cháu chưa biết giữ nhé các bác nhé. Đây đấy là về xe đạp. Còn đây là cào 20 Avina đây, cũng giá xe cũng chỉ là 1.200.000 các bác nhé. Có hai loại, một dòng riêng cào có hai loại nhé, nan dày thì là vành thường, và nan thưa sẽ là nan hoa xoắn và là vành địa hình, vành xẻ gió nhé các bác nhé. Giá như nhau là 1.200.000. Đến địa hình 20, đây địa hình 20 đây, đây địa hình 20 đây, giá từ 1.500.000 trở lên nhé các bác. Đây địa hình 20 thường, tức là khung địa hình có 3 ga đèo hàng các thứ, giá chỉ khoảng từ 1.500.000 trở lên đây. Hoặc là e-game đây, đây là gọi là địa hình, còn đây gọi là e-game nha các bác. Đây em kéo lên các bác, đây đây gọi là e-game nhá. Đây tức cái tay càng này, đây cái này vẫn kéo lên được, chẳng qua đây đang để thấp lắm, em đang để thấp đây này. Vẫn kéo lên được, cái này gọi là sẽ e-game nhá. Đây đây là địa hình thường và e-game thường, giá chỉ vào 1.500.000, 1.500.000 nha các bác nhé. Còn đây đây là địa hình có phanh đĩa này và giảm sóc trước đây, giá cao hơn một chút, tức là có phanh đĩa và giảm sóc trước, giá vào là 1.650.000 nhé các bác nhé. Các bác cần mẫu nào các bác cứ liên hệ với em, kết bạn với Zalo với em sẽ chụp ảnh cận cảnh từng mẫu mua cho các bác, vì nhà em rất nhiều hàng lắm em không lấy đâu. Hoặc là đây địa hình có phanh đĩa, không phải phanh đĩa mà có giảm sóc trước, và phanh thì là phanh cơ đây, phanh cơ đòn đây. Đấy. Có hai loại, giá đều như nhau cả, phanh đĩa tùy, có những người lại thích phanh đĩa, có những người thích phanh cơ thường. Nếu mà phanh giá thì vẫn như nhau, nhưng mà cái này thì đây đúng rồi, giá như nhau nhé các bác nhé. Đấy, phanh đĩa, phanh cơ thường, có giảm sóc và không giảm sóc thường, thế thôi. Còn đấy này, tiếp theo sẽ đến là mẫu địa hình, đây cũng là địa hình đây các bác.
Địa hình này địa hình thường này, cũng 1.650.000 địa hình thường, nhưng mà lại có bộ đề chuyển líp đây các bác, bộ đề chuyển líp, mà bộ đề này đề Shimano chuẩn nhé, bộ đề của Shimano nhé, đề này đề lắp đề hình đề gạt đây này, đề dành cho Shimano đây nhé các bác nhé. Bộ đề chuyển líp sau, đằng trước thì vẫn chỉ là một đĩa bộ đề chuyển líp sau. Xe này có giá cũng chỉ bằng cái xe thường kia, bằng cái xe giảm xóc phanh đĩa kia là 1.650.000 nhé các bác nhé. Đấy là xe địa hình có đề, X-Game có đề đây. Xe địa hình có đề này thì vẫn có 3 ga, những X-Game có đề này sẽ không có 3 ga nhé, trần nhé. Và xe 20 hàng nhập khẩu, giá thì dao động từ 2 triệu đến khoảng 2 triệu 2. Đệ 20 nhập khẩu, 2 triệu nhé. Bác thích mẫu này các bác có thể chụp ảnh lại, ảnh của màn hình. Xong sau đấy các bác gửi cho em sẽ lên trực tiếp chụp cho. Hoặc đây là xe địa hình này. Đây em kéo lại cái xe. Đây xe địa hình có đề sau, không có 3 ga nhé các bác. Có đề sau không có 3 ga nhún, có phùm nhún phanh đĩa. Nhưng xe này là xe của Avibus, tức là phân khúc cao hơn của Amida. Đây, chiếc xe nhìn sẽ đẹp hơn. Các bác cần thì em sẽ chụp ảnh cận cảnh cho. Giá cũng 2.1 triệu nhé các bác nhé. Giá thì nhà, như nhà em mỗi lần nhập rất là lớn từ công ty về, thành ra cũng vẫn cố giữ giá như trước đợt tăng xăng dầu. Vì cái đợt tăng xăng dầu cái là tất cả hàng đều lên, nhưng mà em nhập theo làm hợp đồng với công ty, nhập được 2 lô không bị tăng giá nên vẫn giữ giá cũ nhé. Đấy ạ. Còn đây là đấy, các bác cần mẫu nào các bác cứ liên hệ với em, hoặc các bác có thể báo là con nhà mình bao nhiêu tuổi, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác là cần mẫu nào. Em có ship hàng toàn quốc nhé. Tiếp theo, đây, em sẽ vào hàng bên này, hàng xe cào đây. Đây, bắt đầu là địa hình thường, giá từ 1.500.000 đến 1.600.000, tùy cỡ xe là cỡ xe 24 hoặc cỡ xe 26 nhé các bác nhé. Ví dụ cỡ xe 24 đây, giá, đây, em có giá đây. Của Avibus thì là 1.800.000. Thế là đây là tem Avibus này. Cái xe Avibus thì nó sẽ khác một chút thế này. Thứ nhất là về màu sơn, về sơn này. Thứ hai là về da, về yên. Yên của Avibus, cái yên cực kỳ thích luôn. Thực ra là xe nội địa nhưng mà yên em sở thấy cực kỳ thích. Ví dụ đây em cho các bác xem, đây là yên của xe Amida này. Xe Avibus này. Yên Avibus là xe yên của xe địa hình nhé các bác nhé. Đây ạ. Còn đây là xe đây này. Đây, chiếc này cỡ 26, màu đỏ màu xanh, thường xe của con trai địa hình thì thường chỉ có màu đỏ với màu xanh thôi. Địa hình này không đề không gì cả, khung địa hình. Giá 1.600.000 nhé các bác nhé. Còn xe Avibus giá là 1.800.000. Còn đây, có xe Amida địa hình thường cỡ 24 đây. Amida địa hình thường cỡ 24. Giá xe là 1.550.000 nhé các bác nhé. Tức là xe 24 và xe 26 sẽ lệch nhau 50.000. Các bác nhé, 50.000. Nếu như các bác có lấy mà cần em ship hàng thì em sẽ lắp hết lên các bác, lắp đặt đàng hoàng cụ thể. Là quay càng lắp chỉnh phanh các thứ xong em sẽ quấn bằng, quấn lại các tay càng hoặc các khung, em quấn nó phải quấn lại bằng bìa cắt tông, sau đó em sẽ lấy lên trên chuyển phát em gửi. Xe cào thường, xe cào nhé, đây là xe cào 24 thường. Đấy, giá 1.400.000 nhé các bác nhé. Có màu đỏ, màu cam, màu đen, đỏ đen. Đây phần cổ, các bác xem phần cổ đỏ và phần đằng sau sẽ là đen, cam đen hoặc đen đỏ ngược nhau nhé các bác nhé. Giá là 1.400.000 nhé. Đấy là xe của Amida. Còn đây mẫu mới của Amida đây, mẫu mới của cào đây, sẽ họ sẽ thiết kế tối giản chứ không cần cái ấy nữa. Đây này, đi đông sẽ làm phong cách địa hình hơn nha các bác nhé. Đi đông phong cách địa hình hơn, ốp này các thứ này. Đây, giá của chiếc này nó sẽ cao hơn, nó là 1.500.000, tức là giá của chiếc này, giá của mẫu mới này sẽ là 1.500.000 nhé các bác nhé. Các bác đấy, các bác thấy thích mẫu nào các bác chỉ cần chụp ảnh lại màn hình, các bác gửi ảnh cho em sẽ lên em đưa đúng cái chiếc xe đề ra, em chụp cận cảnh cho bác xem. Đây là Amida
cỡ 26 nha các bạn nhé. Giá cũng 1,5 triệu, tức là cái mẫu 24 mới giá là 1,5 triệu, và mẫu 26 mới, mẫu 26 cũng giá 1,5 triệu, nhưng mẫu 26 này vẫn là nan hoa dày rồi nhé. Còn mẫu 24 kia là nan thưa vành địa hình nhé các bạn nhé. Có mỗi xe nữ mẫu KN02 kia là 1,550, cái mẫu kia thì có tặng kèm yên phụ để ngồi rồi. Còn đây là mẫu Avibus, Avibus đẹp, mẫu Avibus xe cỡ 24 và 26 giá đều là 1,7 triệu nhé các bạn nhé. 1,7 triệu nếu mà xe cảm thường, và xe địa hình Avibus là 1,8 triệu nhé các bác. Xe inox, xe inox thì toàn cỡ 26 thôi, nan dày giá 1,6 triệu. Inox này inox không dỉ nhé các bác nhé, không các bác lại nhầm. Inox này inox không dỉ đâu, inox này inox là hàng chuẩn được kiểm nghiệm rồi, vì em được bán này, em sử dụng rồi, đi rất là lâu nay, đi chợ búa buổi sáng thứ nhưng không chưa dỉ một tí nào đâu, khung xe vẫn sáng bóng như thế thôi. Theo thời gian thì độ bóng nó sẽ bớt đi dần đi, nhưng mà nó sẽ không có một vết gì hay cái gì đâu, tức là nó sẽ giảm bớt độ bóng, mình đánh bóng lại được. Vì đi gặp thời tiết thì đương nhiên nó sẽ không thể bóng bảy cái lớp phủ bóng, nó sẽ không bóng nữa, thì mình có phủ lại cái là bóng lại cũ. Qua đến hàng địa hình, đây là chiếc địa hình Keisto, ở bên trong có là em quay, đây là chiếc màu xanh nhé, hơi trời nắng thì sẽ hơi khó quay, nên màu xanh đen khung nhôm các bác nhé, mẫu Keisto 26 nhé. Còn đây là địa hình Việt Nam này, địa hình này của Amida và Avibus này, giá có đề trước đề sau này, giá dao động từ khoảng 2,3 triệu, 2,2 triệu, 2,3 triệu, 2,4 triệu nhé các bác nhé. Đẹp, quay đây. Giá với những mẫu này em nhập lên được cách đây khoảng 2 chuyến hàng trước, tức là những chuyến hàng mới này em nhập lên thì cái này lên được trước khoảng 2 chuyến hàng, thành ra em sẽ bán rẻ đi một chút cho các bác. Hàng sắt thôi nhưng em muốn bán rẻ một chút, vì năm nay họ sẽ ra cái mẫu như kiểu này, mẫu kiểu này, tức là như những xe MTB của địa hình nhập khẩu, tức là chỉ một đĩa và nhiều tầng líp để mình có thể đạp tất cả mọi địa hình. Thành ra mẫu này bây giờ em sẽ bán rẻ một chút, là dao động khoảng từ 2,3 triệu đến 2,4 triệu nhé các bác nhé. Thực ra mẫu này bộ đề có đề trước sau các thứ, thành ra bộ này hàng này nhập vào giá cao này nhiều, đề Shimano nhé các bác nhé, đề Shimano rồi, Shimano 3721 tốc độ cơ nhé. Thành ra là nhập vào cao hơn hàng này nhiều, kể cả yên xe Avibus, yên xe này cực kỳ thích, yên xe này ngồi thích hơn nhiều so với cực kỳ thích, nhưng mà em đang bán giá vào 2,3 triệu, 2,4 triệu. Đây ví dụ như chiếc này cho bác xem nhé, con cố em. Còn đây là chiếc Amida, địa hình Amida cỡ vành 26, có hai chiếc, một chiếc là họ làm gióng nhỏ như kiểu touring, và một chiếc là họ làm gióng địa hình, tức là đây ở trên này em đang để hai chiếc, ở dưới nhà em vẫn còn để mà. Giá 2,2 triệu nhé các bác nhé, 2,2 triệu. Khung sắt nhé các bác nhé, tầm giá này, tầm giá loanh quanh 2 triệu thì chỉ là khung kim loại, khung sắt thôi. Hàng Chim F, hàng nhập khẩu nhé các bác nhé, giá từ 2,6 triệu. Đây là cỡ xe 24, giá 2 triệu. Đấy, Chim này, Bông Khi này, Bravo Win này, Coran, Audi. Đây là những mẫu xe cỡ 24, giá dao động khoảng từ 2,6 triệu đến 2,8 triệu nha các bác nhé. Các bác cần mẫu nào các bác liên hệ với em chụp cận cảnh, em sẽ nêu cận cảnh từng chi tiết lên cho các bác. Mẫu Mosep, Vicky, đây Mosep, đây cũng Mosep này, đây chiếc đỏ Mosep này, Vicky này, Mosep này, đây cũng là chiếc Mosep rồi. Đấy, những chiếc này là cỡ 26, khung kim loại thường, giá dao động từ 2,8 triệu đến 2,9 triệu nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu liên hệ với em nhé. Đây là mẫu California Lauric, California này giá hơn 3 triệu, nhưng vẫn là khung kim loại nhé, chưa phải là khung nhôm đâu các bác nhé. Lauric xe này khung nhôm rồi các bác nhé.
California 3 tầng này. Địa 3 tầng lip 7 nhá các bạn nhá. Địa 3 lip 7. Bộ đề phanh Shimano nhá. Phanh cơ đĩa cơ thôi chứ không phải đĩa dầu đâu. Những xe khoảng quanh quanh 3 triệu chỉ là đĩa cơ thôi nhá các bạn nhá. Lauy. Cũng Shimano nhá các bạn ơi. Hàng Touring Audi giá cũng loanh quanh hơn 3 triệu một chút. Các bác cần thì các bác cứ liên hệ với em sẽ chụp cảnh cho, hoặc sẽ đua Audi này. Giá chỉ hơn 3 triệu thôi. Nha các bác nha. Không sát ạ. Còn đây, đây là đua DT Fly. Khung nhôm cỡ 26. Cỡ 26 nha các bác nha. Đây khung nhôm. Đề Shimano nha các bác. Đây. Đề Shimano nhé, Shimano tay gạt. Đây tay gạt đây. Mình cho xem Shimano nha. Còn đây là hàng Keisto. Hàng Keisto thì sẽ có hai phiên bản, khung nhôm và khung kim loại. Ví dụ như đỏ đen hoặc xanh đen khung nhôm. Đây cỡ vành 26. Tất cả các xe hiện tại trong hộp ra nguyên bản như thế này. Khi lắp xong em sẽ tặng cho các bác túi này, túi đeo, túi treo ở đây này, túi treo khung nhé, đèn còi, túi treo khung, là 1, đèn còi là 2, bình nước là 3, khóa dây là 4, chắn bùn là 5. Đấy, tối thiểu nhất là tất cả một xe khi mà lắp đặt lên cho khách hàng, em sẽ tặng cho khách hàng ít nhất là 5 món phụ kiện rồi, chưa nói những cái khác nhé. Đây, xe thì có va mở khóa nhanh đây. Đấy. Đây, lốp xe hôm qua vừa lắp, em lắp trên tầng chưa dòng dây lên bơm xong đây. Nha các bạn nhá, lốp phân biệt rất là dễ, xe không sắt và xe không nhôm. Xe không sắt mã Keisto là 007 nha các bạn nhé. Còn không nhôm thì là 608 008. Còn không nhôm thì rất dễ, hoặc các bác không biết các bác có để ý, không nhôm thường sẽ đi dây âm sườn, không sắt sẽ đi dây trần, hoặc có một cách dễ nữa là sử 500 nha các bạn nhé. Đấy là về toàn cảnh khoảng hơn 100 xe ở toàn cảnh trên tầng 2 của nhà em. Và đây, còn đây địa hình của trẻ em đây. Nhìn trẻ em mẫu xe rẻ, mẫu xe này chỉ hơn 800 nghìn thôi các bác nhé. Xe 3 bánh trẻ em. 3 bánh này có hai loại nhé, một loại ghế nhựa không, có được tặng một cái bình nước để đằng sau, giá cũng vào là 300 nghìn. Và cái này là yên da, ngồi trẻ êm hơn, có giỏ để đằng sau và giỏ đằng trước, có chuông, giá cũng chỉ 300 hơn một chút, 320 nghìn, chưa có phí ship nha các bác nhé. Hoặc xe chợ lớn đây, đầy đủ các loại xe đây, các bác có nhu cầu các bạn liên hệ với em có nhận ship hàng toàn quốc nhé. Nếu như mà với những xe nào mà em có thể em ship hàng được, hỗ trợ được các bác đến bao nhiêu thì em hỗ trợ. Vì em nói trước là xe, mẫu xe mà em báo giá đây là báo giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Đấy. Ở phần đầu clip em có quay một cái đoạn có mẫu xe Chevrolet xe Pháp và mẫu Alus xe Pháp nhé. Mẫu kia là cỡ bánh 28 và cỡ bánh 2.7.5. Xe địa hình các bác có nhu cầu các bác liên hệ với em sẽ cho ảnh của xe lên vào cái đầu của video cho các bác xem nha, vì cái đấy là em đang để ở trước cửa mà đây là em đang quay trên tầng 2 nhé. Em xin cảm ơn các bác, chúc các bác một buổi chiều vui vẻ. Em xin chào các bác nhé.